Có thể bạn chưa biết đâu là dòng Tam Thất Bắc giá trị nhất. Đa số mọi người đều biết đến cụ Tam Thất Bắc khi mà mọi người sẽ mua hàng cổ như thế này, đúng không? Tuy nhiên đây chưa phải là hàng có giá trị cao nhất mà phải là hàng Tam Thất Thái Lát. Thì trong cái video này sẽ cùng mình tìm hiểu một chút sơ qua về cái Tam Thất Bắc mà tại sao cái hàng Thái Lát như thế này lại là hàng có giá trị cao hơn cả hàng cổ mọi người nhé. Thì trong cuộc sống mọi người đa phần là sử dụng cái hàng củ như này, về mọi người đối với củ khô mọi người đây là tam củ Tam Thất Bắc, về mọi người nghiền thành bột và dùng. Tuy nhiên thì nếu như mọi người tìm hiểu sâu hơn một chút về cái thị trường Tam Thất Bắc thì mọi người sẽ biết rằng là cái hàng Thái Lát như thế này thì nó sẽ có giá trị kinh tế và nó có giá trị cao hơn hàng củ này rất là nhiều. Hàng củ này thì giá trị nó được phân theo size, tức là càng củ size to thì giá thành nó sẽ cao, mà củ size bé thì giá thành nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì cái hàng Thái Lát này nó lại có giá trị kinh tế cao hơn. Thứ nhất, bởi vì hàng Thái Lát này là được làm sạch từ những củ Tam Thất Bắc tươi, sau đó người ta rửa sạch và Thái Lát và với phơi khô thành như thế này. Thì cái củ Tam Thất Bắc mà khi thái như thế này người ta sẽ tìm nhìn được cái lõi của nó. Thì nếu bác nào dùng Tam Thất thì sẽ biết rằng là lõi Tam Thất mà có màu như thế này, đấy, màu xanh như thế này thì là Tam Thất cho giá trị dược liệu cao nhất, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là khi mà thái ra như thế này thì các bác sẽ nhìn được cái ruột của nó rất là đẹp, đấy, như 100% sẽ là chuẩn Tam Thất Bắc 100% thôi nhé, bởi vì cái ruột của nó đều là ruột màu xanh như thế này, rất là thơm. Cái thứ hai là khi mà dùng người ta sẽ thái ra như thế này thì quá trình để phơi sao khô ấy thì nó sẽ hao hơn là so với hàng sấy cũ như thế này. Tuy nhiên thì cái giá trị dùng của nó sẽ lại tốt hơn. Mà đối với người nào mà dùng cái hàng củ khô này ấy, bắt buộc là phải đi xay thành bột hoặc là các bác phải ngâm nước ấm thì nó phải nở ra để mình dùng. Nhưng đối với hàng thái thì các bác có thể dùng cắn tự nhiên, hoặc là các bác chỉ cần 1-2 lát các bác có thể pha trà được, hoặc 1-2 lát này mình cho vào mình hầm với lại gà với lại hầm với thực phẩm được. Và 1-2 lát này mình cũng có thể là mình ngâm mật hoặc là mình cắn trực tiếp được luôn. Đấy, hoặc là đi nghiền bột thì cái giá trị của cái hàng Thái Lát này nó thơm hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là bác nào mà dùng Tam Thất ấy, thì cái hàng đỉnh và giá trị nhất của nó phải là cái hàng Thái Lát phơi khô như này, xem được ruột và ứng dụng trong cuộc sống nó dễ dùng, nó không quá dùng như hàng cũ nhá. Thì đối với cái hàng Thái Lát này thì bên mình cũng có và bên mình bán cho các bác từ một lạng luôn. Đấy, khi gửi thì bên mình sẽ hút chân không và đảm bảo với các bác là khô rời như này luôn. Các bác có thể nghe được cái tiếng kêu đấy, nó khô rất là rời, phơi rất là kỹ rồi, hàng rất là đẹp đấy. Thì bác nào mà cần cái Tam Thất hàng chuẩn xịn này, hàng VIP loại 1 này thì các bác cứ vào phần hồ sơ và liên hệ trực tiếp với bên em để bên em tư vấn nhá. Rồi, tiếp theo trong video tiếp theo mình sẽ lên các cái video về nói về các khía cạnh khác của Tam Thất Bắc. Đấy, bác nào mà quan tâm về cái sản phẩm Tam Thất Bắc này thì các bác có thể theo dõi kênh của bên mình nhá. Và bác nào có câu hỏi nào các bác cứ đặt câu hỏi ở phần bình luận video, bên mình sẽ làm các cái video giải đáp cho mọi người. Rồi, xin chào và gặp lại mọi người ở những video tiếp theo về Tam Thất Bắc. Xin chào.